Chào mừng tất cả các bạn đã đến với series tìm hiểu về cách thức hoạt động của hệ thống tìm kiếm và khám phá trên YouTube. Và đây là YouTube Creators. Trong tập này hãy cùng YouTube Creator khám phá màn hình ở trang chủ nhé. Đầu tiên hãy cùng tìm hiểu xem màn hình trang chủ là gì. Trang chủ là một màn hình rất đơn giản và bạn có thể dễ dàng bắt gặp màn hình trang chủ khi lần đầu mở ứng dụng ở trên YouTube hoặc truy cập vào đường link chính thức là youtube.com. Có thể nói rằng trang chủ là một điểm đến, một chạm cho YouTube, thể hiện đúng nghĩa video mà YouTube gợi ý cho người xem về nội dung mà họ hứng thú thông qua việc phân tích hành vi của người dùng ở trên YouTube. Đối với mỗi tài khoản khác nhau, màn hình trang chủ YouTube cũng là khác nhau. YouTube hiển thị nhiều loại video ở đây, bao gồm cả những video mới, video mà những người xem tương tự đã xem hoặc một số các video từ các trang mà người dùng đăng ký. Đối với các video ở dạng này, chúng sẽ xuất hiện ở đầy đủ trên tab đăng ký. Và trên trang chủ, việc đề xuất video dựa vào hai yếu tố. Thứ nhất là hiệu suất hay mức độ một video thu hút làm hài lòng những người xem tương tự. Thứ hai là tỷ trọng cá nhân hóa dựa trên lịch sử xem và tìm kiếm của người xem. Trong đó, cá nhân hóa bao gồm thời lượng người xem theo dõi một kênh hoặc chủ đề và số lần mà YouTube đã hiển thị mỗi video đối với họ. Nói cách khác, việc video của bạn xuất hiện trên màn hình chính trang chủ cũng chính là YouTube đã đề xuất video của bạn. Hay nói một cách dễ hiểu và gần gũi hơn, đó chính là video của bạn đã ăn đề xuất. Và để làm được điều này, bạn nên tải những video lên thường xuyên, giữ chân người xem và tiếp tục tạo dựng những video phù hợp theo định hướng sẵn có. Khi bạn tạo nội dung phù hợp với những khán giả, hãy kiên định và theo đuổi nó, tiếp tục phát huy, vì thuật toán của YouTube là sẽ cố gắng hiển thị thêm nhiều nội dung mà người xem thích. Điều đó không đồng nghĩa rằng bạn chỉ trung thành với một loại nội dung, đừng ngại ngần thử nghiệm thêm nhiều nội dung mới. Nhưng để thành công, bạn cần lắng nghe những phản hồi tích cực từ khán giả để có những điều chỉnh phù hợp hơn với thị hiếu của người xem. Làm mới hình ảnh sẽ giúp kênh của bạn không còn bột màu, nhưng cũng có thể là con dao hai lưỡi khiến bạn mất đi một lượng người xem trung thành vì họ cần thời gian để thích ứng. Với những khán giả và những nhà sáng tạo đang xem video này, liệu video của bạn đã từng xuất hiện trên màn hình trang chủ của YouTube hay chưa? Trong video này, hãy cùng comment để cho YouTube Creator cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.